Rồi, hôm nay mình sẽ khui thùng và báo giá cho các bạn một con máy thổi lá rất là tuyệt vời luôn. Con này nặng 13 kg là cả thùng nha. Nó là nặng 11 kg, cái máy không 11 kg. Ở đây. Rồi em ơi. Wow, cái ống nó bự dữ ta. Ống này ống gì đây? Cái thùng trong anh. Hả? Cái thùng á, cái này cái co á. À, cái co. Rồi đếm rồi hết. À, lôi ra. À, cái ống này là sau cùng nè. À, sau cùng, khoan báo giá luôn em. Dạ, để em coi cái này. Chưa có. Còn nữa nó vô trong này nữa mà. À. Rồi ráp vô coi, ráp vô coi. Cứ từ từ. Đây nè, đẩy nó vô rồi lắc nó. Lắc nó một cái. Rồi xong. Wow. Nó còn. Wow. Rồi, vậy được rồi, được rồi. Nó có bộ thu phí. Nó chắc là luôn. Đây. Con này là mấy thì? 4 thì ạ. 4 thì. 4 thì. Gia cạch ta, 4 thì. Chụp giật trợ lực không? Thì mẫu không. Không có trợ lực. 4 thì giật nhẹ. Mấy cái mà giật trợ lực là nó rất dễ bị hư ổ giật. Người ta không biết, người ta giật hết ga lên nó hư. Nhưng mà những cái máy lớn thường thường nó sẽ không chế trợ lực. Nặng quá. Hả? Thứ nhất là nặng, thứ hai là nó đúng rồi, nặng quá, người ta giật nó dễ hư. Đó. Đây là phụ tùng của nó đây. Đồ để đổ nhớt. À. Đồ để nhớt và chỗ lườn nhớt, đông nhớt. Thì đông bao nhiêu đây, đủ à. Đây là đủ. Nhưng mà quý bà con khi mà chúng ta pha nhớt thì chúng ta hãy nhìn đâu theo. Có pha nhớt con này 4 thì. À con à quên lộn. Lộn con 24 thì. 24 thì mà. Lộn. Đúng không? À đó, mới tinh sập điện ha. Chưa chế nhớt luôn. Ở đây nó chỉ có cái dầu mà cái dầu dầu bảo quản chống sét thôi. Rồi lên có giá nè, lên để báo giá rồi. Rồi. Đây cái này nó dắt vô đây nha. Này, à. Đầy đủ là nó dắt vô đây. À nó dắt vô đó. Vô đây rồi ra đây, ra công tắc nó nằm trên này luôn hết. À rồi. Bao dài luôn. Quá đẹp. Cực kỳ là chất lượng luôn. Con này là hàng của Maxi In Việt Nam nha các bạn nha. À, phiếu bảo hành nè. Phiếu bảo hành là do công ty Lướt Cùng Tia Chớp sản xuất. À, khi mà bán thì nó sẽ được bảo hành trên toàn quốc các bạn nha. Đây, có phiếu bảo hành nè. À, nhưng mà chúng ta sử dụng thì bảo hành với khi chúng ta sử dụng về chú ý nhất là nhớt nhau. Nhớt nè rồi xăng cộ rồi mình bỏ xăng đồ chất lượng cao. Làm việc thông thường những cái máy mới á, nó bền lắm các bạn. Các bạn cứ nhớt này cho đầy đủ nè. Đừng để cho mấy cái lược này nó dơ ha. Đừng để cho lược đồ nó dơ. Thì xài là nó rất bền lại. Mấy lượt này nó chế vậy thì mình vặn ra cái vậy là mình lấy lượt ra mình vệ sinh mình thổi. Cái này là kiểu là giống với Makita ha. À y chang cái Makita luôn, động cơ 4 thì. Rồi 75.6cc. 75.6cc. Rồi 2.7W nè. À. Tích bình xăng là 1.9L nè. À. Rồi tốc độ gió là 89m/s. À. Bao nhiêu? Đường kính nòng là 51. Bao nhiêu mét trên dây? 89. 89 km. Một mét 89 mét trên dây. Đó, 89 mét trên dây. À. À. Đường kính của bê tông là 51 mm. À. À là con này là đường kính 51 hơi nhiêu? Hồi nãy hơi nói nhiêu? Đó. Bao nhiêu cc? 76, 75 cc. 75.6 là cho 75. À 75 kW. Tua nó cao không? 2.7 kW. Tua thì nó ra nó tính bằng ấy đó anh, là 89 m/s á. À 89 m/s hả? Tính, à nó tính công suất gió thôi. Dạ. À sản xuất bởi cái này là China rồi. Sản xuất bởi China và được phân phối
phân phối này, này, phân phối và bán bảo hành công ty lướt cùng tia chớp nè, Thiên Hoàng Nguyên, Thiên Hoàng Nguyên, Thiên Hoàng Nguyên thiếu bảo hành đó. À, được phân phối và bán tại Việt Nam, thành thử ra là hoàn toàn bằng chữ Việt ha các bạn nha. Là được bảo hành tại Việt Nam luôn. Đó, thành ra chữ Việt hết. Con này giá bán là bao nhiêu nó công bố là bán trên toàn quốc. Có nhớt lên là con này là 5,4 triệu, 5,4 triệu là có nhớt mình nổ lên cho khách. À, là có nghĩa là 5,4 triệu là mình chế nhớt vô luôn. Dạ. Đúng không? Nổ luôn. Chứ cái này nó không cho phê nhớt. À. Là mình tặng nhớt là dạ không, cái này nó làm sao mà tặng, không lý mình đưa cho một lít mình chỉ đổ cho nó đủ vô đó rồi mình khởi động thôi. À, cái này đâu có bao nhiêu nhớt đâu. Nhưng mà máy này khi mà quý khách mà sử dụng là quý khách chịu khó là chăm kiểm tra nhớt thường xuyên ha. Tại vì máy 4 thì á, thông thường là mấy cái máy nhỏ mà 4 thì nó lượng nhớt nó rất ít. Cái này mình chạy bao nhiêu giờ? Như là cái này là 50 giờ. Phải thay nhớt, thay nhớt liên tục. Để y vậy vặn nắp ra trút ra cái thôi, khỏi vặn con ốc dưới. Lọc bụi kỹ, lọc bụi rất là kỹ luôn, giống lọc bụi của Honda giấy. Y chang luôn. Lọc giấy. Lọc giấy. Giống như lọc của Honda xe hơi 4 thì nè. Cái này đẹp. À, rất là đẹp. Rồi bà con mua thì sẽ được test đồ thử đàng hoàng nha. Cái này mình chưa lớn không, mình đổ xăng vô rồi mình test cho bà con coi luôn không hả? Mình đổ xăng vô, đổ xăng đổ nhớt vô hả? Đổ xăng, đổ trước sau gì cũng đổ mà nhưng mà đổ xăng vô chị thôi đi hỏi đi test chị thì nó cũng thổi cái gió nó vậy thôi, nó nổ vậy thôi chứ vậy đó. Đây là mắt in China, tại vì biết sao, khi mà mình đổ xăng vô để lâu nó, nếu thí dụ như mình bán chậm á, nó sẽ bị đóng cái không tốt cho sức khỏe. Đúng rồi, nó sẽ đóng cái bình xăng con. Không, bên này năng này nhỏ. À. Bu ri. Thì lấy ra nó, lấy ra. Nắp bu ri thôi cậy nó đi. Lấy chị. Lấy chị. À, nó kéo ra nó dài ra vậy. À. Rồi đẩy nó vô, đẩy vô nó ra. Đẩy vô nó dài lại. Rồi. À, thằng này là phải là mình đẩy này vô nè. À, đúng rồi. Không vậy xong khi mình lấy ra nè, mình bật này lên. Mình kéo như vậy. Ừ. Chứ không phải là như đó, vậy đó. Rồi, đẻ xuống, xách vô. Để. Đúng rồi, ok. Rồi. Mắt in China nha các bạn nha. Model là Jakarta. Model là 76 7 mấy. 7650, mắt gen China, động cơ 4 thi, 2,6 kW. Rồi, ô thì kim kê. Rồi, bà con có nhu cầu thì hãy bấm vào phần mô tả video ha, bấm vào xem thêm vào phần mô tả video ha. Và lấy số điện thoại thông tin đồ đó ha. Cái này là giá báo đó là hồi nãy mấy nói mấy triệu quên rồi. 5,4 triệu. 5,4 triệu không bao ship ha. Như con này á thì nó mấy ký ra, nãy nói mấy ký? Đây nè, nó 11 ký. 11 ký như vậy thì nó, cái tiền mã tiền ship của nó là bình quân 8.000 ký. Nhưng mà cái này nó ship chắc phải chừng khoảng 100 khoảng 110.000. Cho 100.000 đi. 110.000. Tổng cần á thì đó. À. 100.000 đi. Cho 100.000. Thêm 100.000 nữa bao ship. Đúng không? Cho nó nhanh đi. Rồi, mến chào các bạn nha.